Chào tất cả mọi người, xin mời lại mọi người trong video clip mới của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên là sorry mọi người nếu mà trong clip này mọi người nghe thấy mình xùi xìu nhá. Tại vì thật sự là dạo này thời tiết nó thay đổi khá là thất thường ấy. Nên là nói chung là sức khỏe của mình cũng không được tốt lắm. Nhưng mà anyways, vì hôm nay là một ngày trời mùa thu, nắng rất là to, nó rất là đẹp, nắng tràn ngập trong căn phòng. Trong cái thời tiết mùa thu nắng rực rỡ này thì mình khá là có mood để mà mình làm một chiếc clip gọi là recommend với mọi người về những cuốn sách mùa thu. Thì rất là hợp để đọc trong cái thời tiết kiểu chuyển mùa này. Thật ra mùa thu đã đến lâu rồi, nhưng mà anyways, mùa thu của mọi người có thể mọi người sẽ nghĩ đến Halloween đúng không? Một cái gì đấy kinh dị, một cái gì đấy bí ẩn. Thế nhưng mà mùa thu, đặc biệt là mùa thu Hà Nội đối với mình ấy, thì mình sẽ thấy nó là một cái gì đấy rất là nhẹ nhàng này, rất là kiểu sâu lắng này. Mọi người sẽ cầm cái cuốn sách đấy ra cà phê, ngồi chill chill, ngồi đọc, ngồi suy ngẫm về cuộc sống, suy ngẫm về nhân sinh, suy ngẫm về cuộc đời kiểu như thế. Thì yes, những cái cuốn sách mà mình chọn trong ngày hôm nay cũng sẽ đi theo cái chủ đề như thế. Không làm phí thời gian của mọi người nữa, chúng mình hãy cùng bắt đầu luôn với video clip những chiếc sách mà Hà recommend cho mùa thu năm nay ha. Thì ok, cuốn sách đầu tiên trong danh sách này là một cuốn sách mà nó sâu, dễ thương luôn đấy mọi người. Và thật sự nó sinh ra là để mình đọc trong cái khoảng thời gian tháng 10 này, cái thời gian kiểu trung thu, lễ Tết các thứ. Thì đấy chính là một cuốn mà Winbook Team có gửi tặng cho mình. Và thật sự mình rất cảm ơn Winbook Team vì các bạn ý đã kiểu sản xuất những cuốn sách rất là dễ thương và rất là hoài niệm như thế này ý. Thì đấy chính là cuốn 199 mấy hồi ấy làm gì của hai tác giả là Trang Neko và Su Lan hay Sơn Lan, ở đây là X Lan, mình xin lỗi nếu mình đọc sai tên của hai chị tác giả ha. Ngay khi mà mình nhận được, mình đã có share về cái cuốn này ở trên Instagram của mình rồi. Thì cuốn này nó là một cuốn kiểu hồi ký, có tranh ảnh minh họa rất là cute này, sẽ kể lại về những cái hoạt động, những cái sinh hoạt, những cái ký ức tuổi thơ của cái chị mà sống ở trong cái khu tập thể cũ ngày trước ấy, của những năm đầu 1990 ấy. Ngày trước thì hồi bé mình cũng ở một cái khu tập thể khá là cũ ở nhà của ông ngoại của mình. Thế nên là những cái mà chị chia sẻ, những cái mà chị viết ở trong này mình thấy rất là kiểu rất là relatable luôn ý. Và đọc xong kiểu thật sự nhớ về cái hồi tuổi thơ, cái hồi trẻ con của mình và cái kiểu sinh hoạt mà chỉ có ở những cái khu tập thể Hà Nội ngày trước ý. Siêu dễ thương luôn ý mọi người ơi. Thật sự là đọc xong kiểu đây mọi người còn nhớ cái trò này, Nam Bắc, Đông Tây Nam Bắc này này, bầu trời tuổi thơ trở về luôn ý. Có một câu mình rất là thích đấy là người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa từng là người lớn. Thôi cái tinh thần kiểu hoài niệm tuổi thơ nó so cute lên ý mọi người. Một cuốn sách không phải là đao to mùa lớn gì đâu, nhưng mà đọc nó trong một buổi chiều mùa thu nắng nhẹ nhẹ, gió thoang thoảng, mọi người đọc và mọi người nhớ về cái quãng thời gian từng là trẻ con của mọi người, thì mình highly recommend cuốn này nha. Và thật sự cảm ơn Winsbook là mình muốn giới thiệu cuốn này lâu rồi, từ nó trung thu, nhưng mà bây giờ mình mới có thời gian để mà mình ngồi xuống và mình quay cái clip này ý. Thì yes, mọi người có thể nghe qua cuốn 199 mấy hồi ấy làm gì ha. Ok, cuốn tiếp theo thì nó sẽ là một sự lật mặt 180 độ luôn. Nó không phải nhẹ nhàng, dễ đọc, dễ thẩm nữa mà nó khá là xoắn não. Thực ra cuốn này thì nó sẽ kiểu winter, kiểu mùa đông hơn là fall ấy. Nhưng mà vì mình dạo này mình đang mê cuốn này nên mình vẫn sẽ recommend luôn. Một cuốn sách nó rất là moody tức là nó rất là tâm trạng ấy, và nó rất là phù hợp để đọc vào cái thời tiết kiểu lạnh gió như thế này. Thì đấy chính là không một cuốn sách nào khác ngoài cuốn sách Rừng Na Uy của tác giả Haruki Murakami. Ngày trước mình chê cái cuốn này. Bây giờ sau khi mà lớn rồi đọc lại thì thực sự mình thẩm được cái cuốn này nhiều hơn rất là nhiều. Nội dung tóm tắt cho mọi người, Rừng Na Uy là câu chuyện xoay quanh, mình có thể nói là ba nhân vật đi, nhưng mà chủ yếu được kể dưới giọng của nhân vật tôi, cái bạn nam chính là Toru Anatabe, với cả một cái mối tình của bạn ý với cả bạn Naoko, và sau này còn có thêm một nhân vật nữa là bạn Midori. Thì cái cuộc tình, cái cuộc sống của bạn của ba người bạn ấy sẽ như thế nào, đặc biệt là xoay quanh nhân vật Toru ấy, sau khi bạn thân nhất của Toru và cái bạn nữ chính là Naoko tên là Kizuki gì đấy, bạn ý tự tử vào năm bạn ý 18-19 tuổi ấy. Nó là một cuốn sách nói về nỗi đau, nói về tình yêu, nói về những cái chiêm nghiệm của sự sống, của cái chết, mà theo một cách rất là dễ relatable ở những người trẻ. Tức là họ sinh ra ở một cái thời điểm kinh tế đang kiểu rất là phát triển, nhưng mà những cái sự lạc lõng, cái sự mất niềm tin, cái sự cảm thấy vô định về cuộc đời, về ý nghĩa cuộc sống của họ được thể hiện một cách mình thấy rất là tài tình thông qua những cái suy nghĩ của nhân vật Toru này. Hồi cấp 3 mình đọc thì mình không hiểu những cái đoạn mà bác ý viết kiểu suy ngẫm về kiểu sự sống và cái chết, hay là suy nghĩ về kiểu nỗi buồn, niềm đau, rồi thì hy vọng, rồi thì thậm chí là kiểu kể cả những cái suy nghĩ về tình yêu và tình dục của bác ý nữa. Mình cũng không có hiểu được những cái đấy ấy, nhưng mà khi lớn hơn rồi thì đọc thì mình cảm thấy là nó thấm thía hơn và cảm thấy là mình chiêm nghiệm, mình hiểu và mình đồng tình được với những cái chiêm nghiệm của bác ý. Trong này bác ý còn nói một câu mà mình thấy rất là đúng, đúng là
cái việc mà các bạn sống cũng là nuôi dưỡng cái việc các bạn chết. Tại vì anyway là nay mai các bạn chết đúng không? Thế nhưng mà có rất là nhiều người, những cái người bạn của Toru, chính như cái chàng trai Kizuki gì gì đấy, lại chọn cách kết liễu cuộc đời mình. Thì chọn cái chết và chọn sự sống thì lựa chọn nào cũng khó khăn cả, nhưng mà chọn cái sống mới là chọn cái khó khăn hơn ý. Đó, thì rồi thì cái cách mà các cái nhân vật phải vượt qua những cái nỗi đau đấy, một cái câu chuyện mà kể về những con người mà họ có cái mentality ấy, cái tâm trí của họ nó không được khỏe mạnh, nó không được lành mạnh ý, nhưng mà họ phải sống và họ phải kiểu đương đầu với nó như thế nào. Tưởng là một câu chuyện tình yêu đơn thuần nhưng mà hàm chứa rất là nhiều cái ý nghĩa về kiểu cuộc sống, về kiểu triết lý, tình yêu, hy vọng, rồi thì sự chết ý. Và một cái lý do nữa mình cảm thấy đây là một cuốn sách thật sự không phải là good mà nó là great ý mọi người, là nó tuyệt vời ý. Tại vì nó tạo cho mình cảm giác là mình sẽ cần phải đọc lại nó trong tương lai. Và mình cảm giác là nay mai, ví dụ khi mình lớn hơn nữa, rồi ví dụ mình 30 tuổi đi, mình đọc cái cuốn này mình sẽ lại có một cái chiêm nghiệm sâu hơn, mình sẽ lại hiểu hơn nữa về cái cuốn sách này. Với những bạn nào đã lớn lớn rồi, thực ra mình không recommend cái quyển này cho các bạn cấp 3 đâu. Mọi người mà đọc như mình hồi đọc hồi cấp 3 mọi người sẽ không thấy nó hay đâu mọi người. Nhưng mà những bạn đã lớn hơn rồi, đã trưởng thành hơn rồi, thì mình nghĩ là mọi người có thể nhớ qua cuốn Rừng Na Uy nha. Mình cho nó ngay thứ hai clip đúng không? Tức là mình rất mê cái cuốn này luôn mọi người. Và một cuốn nữa mình cũng rất thích và mình thật sự cảm ơn Tiki đã recommend cho mình cuốn này, thì đấy chính là cuốn Gấm Hoa Giữa Đời của tác giả Annie Bảo Bối. Chị này là một trong những nhà văn gọi là gì, trả cao nhất trong các tác giả trẻ của Trung Quốc. Và khi mà mình đọc cái cuốn này thì mình mới hiểu tại sao lại như thế. Thì cái cuốn Gấm Hoa Giữa Đời này nói một cách đơn giản thì nó sẽ là những cái tản văn rất là ngắn mà chị viết về những cái rất đơn giản thôi. Ví dụ chị viết về nhà cửa, chị viết về con cá, chị viết về cái ghế, chị viết về bức tranh. Đấy, đó chính là hạng mục của những đầu của những cái mẩu rất là nhỏ của chị như thế này. Ở trong đấy thì nó sẽ là những chiêm nghiệm của chị về cuộc sống này, về nhân sinh này, về tất cả mọi thứ đang diễn ra trong cái thế giới quan của chị. Trong đấy nó cũng sẽ có những cái ký ức tuổi thơ, những cái chia sẻ về gia đình của chị ý nữa. Mặc dù nó là dạng tản văn đúng không, viết về cuộc sống tưởng là rất dễ đọc, nhưng mà thực ra mình thấy cuốn này không phải là một cuốn dễ đọc lắm, mà cuốn này nó cũng sẽ đòi hỏi mọi người phải suy ngẫm về nó khi mà mọi người đọc. Miêu tả cảnh, nhưng mà ở trong cái sự miêu tả cảnh thì nó sẽ có cái tâm tình, có cái suy nghĩ của chị ý, gửi gắm những cái ý đồ sâu xa khác nữa của chị ý. Có một cái đoạn mà chị ý viết ý, nó chỉ có khoảng 2 trang như thế này thôi, thì mình thấy nó yêu cầu một cái ngòi bút rất là chắc chắn, một cái ngòi bút mà thật sự là nó phải concise ấy. Không phải là các bạn cứ nói dông nói dài, mà các bạn phải nói ngắn gọn, xúc tích, chính xác, nhưng mà nó vẫn phải truyền tải được một cái ý đồ gì đấy của các bạn. Nhưng mà đọc cảm thấy rất là an yên, rất là an lành, nhưng mà vẫn cảm thấy như là mọi người đang được trò chuyện, đang được trà đạo với một người chị dặn dày kinh nghiệm sống có thể nói như thế. Đây chắc là cái cuốn tản văn của các tác giả trẻ Trung Quốc mà mình thích nhất từ trước đến nay mà mình đọc, nên là mình rất là muốn recommend mọi người cái cuốn này. Ok, thực ra là mùa thu là một cái mùa mà mình thấy siêu hợp để đọc tản văn luôn ý mọi người. Nói chung mình cảm thấy đấy là cái thể loại văn dành cho mùa thu mọi người ạ. Và cũng là đang nói đến kiểu thể loại tản văn đúng không, nhưng mà hai cuốn tiếp theo mình giới thiệu thì nó sẽ dễ đọc hơn rất là nhiều, và nói chung là đọc cũng khá là giải trí, nên là mình cũng khá là recommend cho mọi người. Thì cái cuốn đầu tiên là cái cuốn mà mình thích hơn trong hai cuốn, thì đấy chính là cuốn Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngừng Đầu Mà Đi của anh Lương Tư Hạ. Cái câu dẫn của cái cuốn sách này là một cái câu mà mình rất là thích, đấy là có thể chúng ta không được định sẵn để trở thành một ngôi sao, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành đom đóm. Cái cuốn này, cái style của nó khá là giống với cái kiểu những cái cuốn sách của Quan Đông Dã Khách mà mình đã giới thiệu trước đây ấy. Tức là anh ấy sẽ kể về những cái câu chuyện của về bạn bè, về đồng nghiệp của anh ấy này, những cái câu chuyện tình yêu, câu chuyện cuộc sống. Chị anh ấy chỉ kể thôi, nhưng mà thông qua những cái câu chuyện đấy sẽ là những cái chiêm nghiệm của anh ấy về cuộc sống và về những cái mối quan hệ trong xã hội hiện đại. Như cái nội dung hoặc những cái câu dẫn mà nó đã truyền tải là nó kể về những câu chuyện bình dị, về những con người đời thường, về những vấn đề bình dị, những vấn đề vẫn hay xảy ra trong cuộc sống, về tình yêu, về chia ly, về hội ngộ, về tình bạn, tất cả những cái đấy. Và khi mà các bạn đọc những cái câu chuyện như thế, các bạn cũng cảm thấy là hình như chính bản thân mình, chính bạn bè mình, chính những con người xung quanh mình cũng đã trải qua những cái sự kiện này, những cái cảm xúc này, những cái vấn đề này, những cái tâm tư này ấy. Cái cuốn sách này thì nó sẽ không kiểu bị sâu thảm là mỗi một cuộc tình thì sẽ là một cuộc chia ly ấy, mà nó sẽ là một kiểu động viên hơn. Tức là khi mà các bạn đọc
đọc kể cả một câu chuyện có kết buồn ấy, nhưng mà các bạn vẫn sẽ cảm thấy là có một cái sự động viên, có một cái sự hy vọng trong cái cuốn sách đấy, như là cái câu dẫn mà anh ấy nói trong này ấy. Thường là mọi người sẽ nghĩ là khi mà chúng mình trưởng thành, chúng mình lớn hơn này, chúng mình gặp nhiều những cái vấn đề kiểu shitty, những cái vấn đề rất là vớ vẩn trong cuộc sống ấy, mình có thể là mình sẽ dễ kiểu mất lạc quan, mất niềm tin hơn. Thế nhưng mà càng như thế thì càng là mình gặp nhiều những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống này, mình càng cần phải lạc quan và mình càng phải có niềm tin hơn ý. Thì đấy chính là cái sự dũng cảm của những con người trưởng thành. Thì đấy là cái sao ta, cái theme, cái chủ đề chung của cái cuốn sách này mà mình rất là thích. Tức là đọc nó cảm thấy là cố lên các em, cố lên các em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, kiểu như thế. Thế nên là yes, mình cũng rất là recommend cái cuốn Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu Mà Đi này của cái anh Lương Tư Hạo này. Thật sự recommend luôn đấy mọi người. Ok, cái cuốn sách tiếp theo cũng là một cuốn rất là na ná. Cái cuốn Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu Mà Đi này chỉ là của một tác giả mà mình đã kiểu hú hết và mình đã nói rất là nhiều trên channel của mình rồi. Nhưng mà lần này mình sẽ không nói về hai cái quyển mà mình rất là hay nói của anh ấy nữa. Thì đấy chính là cuốn Sáng Hoan Ca Chiều Thưởng Rượu. Mình mua cái cuốn này vì là của anh Quan Đông Dạ Khách, chứ nếu mình thường mà vì bìa không là mình sẽ không mua đâu. Cái cuốn này ấy, mình cũng thích nó như hai cái cuốn kia mà mình đã nói của cái anh Quan Đông Dạ Khách này. Tức là thông qua những câu chuyện tình yêu về chính những cái con người trong cuộc sống của anh ấy, thì là những chiêm nghiệm về tình yêu, tình bạn, thì mình thấy cũng khá là thư giãn, cũng khá là hay. Nói chung là khá là giống cái tinh thần của cái quyển này, và nói chung là không khác gì những tinh thần những cái quyển trước của anh ấy lắm ấy. Thế nhưng mà nó hay ở chỗ là kể cả đây là cuốn thứ 3 mình đã đọc cùng với cả một style, cùng với cả một thể loại của cái anh Quan Đông Dạ Khách này rồi, nhưng mà mình vẫn thấy nó hay và mình vẫn thấy nó cho mình một những cái insight, những cái nhìn khá là mới mẻ ấy. Chứ không phải đơn thuần chỉ là na ná cái cảm xúc khi mà mình đọc hai cái cuốn này. Tức là nó vẫn là một cái gì đấy khá là fresh, khá là tươi mới, cũng siêu hợp để đọc mùa thu luôn mọi người. Thay vì Sáng Hoan Ca Chiều Thưởng Rượu thì mình sẽ là thưởng trà sữa. Nhưng mà anyway, đó vẫn là những cuốn sách rất là kiểu tâm trạng, rất là kiểu hay ho mà mọi người có thể đọc trong một buổi chiều mùa thu. Nên là yes, mọi người hãy ghé qua cuốn này ha. Ok, ba cuốn sách cuối cùng thì là ba cuốn sách mình đã phải lướt qua cái tủ sách của mình, và mình thật sự thấy là ba em nó phù hợp với mùa thu mọi người ạ. Và mình để cuối tại vì đều là những cuốn mà mình đã nói trước đây trên channel của mình rồi, nhưng mà mình vẫn muốn tổng hợp lại tại vì mình rất thấy nó hợp. Thì cái cuốn đầu tiên là một cái cuốn mà bìa nó kiểu scream fall luôn ấy mọi người, tức là nó hét nên là đây là một cuốn sách dành cho mùa thu ấy, tại vì có một cái sự mùa thu kiểu ngập tràn trong bìa cái cuốn sách đấy. Thì đấy chính là cuốn sách Bố Con Cá Gai của tác giả Cho Trang In. Mọi người có thể thấy là Nhã Nam thật sự là một đại tài trong vấn đề kiểu thiết kế bìa luôn đấy. Cái bìa này nó truyền tải perfectly cái mood và cái setting, cái bối cảnh của cái câu chuyện này. Bố Con Cá Gai là một câu chuyện kể về tình bố con, và nói là về cái cuộc hành trình, cái đấu tranh của người bố với người con trai nhỏ bị mắc bệnh kiểu hiểm nghèo ấy, và hai bố con đã phải chống chọi với nó trong cái hoàn cảnh như thế nào. Người bố thì rất là khó khăn về mặt tài chính, nhưng mà được cái là cậu bé thì rất là yêu thương bố, rất là hiểu chuyện. Nói chung là đọc cảm thấy rất là cảm động, nó đúng kiểu như mọi người xem các cái bộ phim gia đình của Hàn Quốc luôn ấy mọi người. Tức là cái bối cảnh éo le đấy nó chính là cái nền hoàn hảo để mà nó nhấn mạnh và nó gọi là ca ngợi, làm sáng lên cái tình phụ tử rất là thiêng liêng của hai nhân vật trong câu chuyện này. Và mình đọc cái đoạn cuối chơi mình nước mắt tùm lum luôn, như là hồi mà mình xem mấy cái phim kiểu Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Số 7 á. Đấy, cái điều duy nhất ý mà mình không thích ở cuốn này, và nó cũng xảy ra với khá các tác phẩm Hàn Quốc khác mà mình đọc ấy, tức là một vài chi tiết nó hơi kiểu non tay và nó vẫn hơi bị kiểu phim ấy. Tức là mình đọc là mình đã biết à, cái chi tiết này chỉ có trong phim mới xảy ra thôi ấy, chứ còn ngoài đời chắc không bao giờ. Nhưng mà để là một cuốn sách đọc về tình cảm gia đình, các bạn cảm thấy ấm áp, các bạn cảm thấy kiểu răng xé trái tim, thì nó vẫn làm được đầy đủ cái nhiệm vụ của nó. Không chỉ là một cuốn sách kiểu đọc để mà mọi người có cảm xúc ấy, mà mình còn thấy mang tính giáo dục khá là cao. Nói chung là cuốn sách về gia đình mà các bạn có thể nhớ qua là yes, mọi người hãy thử nhớ qua Bố Con Cá Gai của Cho Trang Nina. Ok, cuốn sách tiếp theo cũng là một cuốn sách rất phù hợp với mùa thu, nhưng nó mang một cái không khí khác hẳn. Nó sẽ không còn là kiểu nhẹ nhàng, man mác buồn, mà nó sẽ là kiểu bí ẩn. Ừ, có một cái sự bí ẩn, có một cái sự hơi kinh dị nhẹ nhẹ ở trong đấy. Thì đấy chính là cuốn Bóng Hình Của Gió, Shadow of the Wind của tác giả Luis Ruiz Fong. Điều đầu tiên ấy làm cho mình cảm thấy nó là một cuốn sách
perfect cho mùa thu là tên của nó mọi người ạ, Bóng Hình Của Gió. Cả tên tiếng Anh và cả tên tiếng Việt mình thấy đều siêu hay luôn ấy. Cái tiếp theo là về nội dung của nó. Thì cái cuốn này có một cái nội dung mình thấy rất là hấp dẫn, tức là kể về một cậu bé Daniel. Thì cậu bé và cha có đi đến một cái chỗ gọi là kiểu là nghĩa trang của những cuốn sách bị lãng quên, và cậu bé có chọn lấy một cái cuốn sách tên là Bóng Hình Của Gió. Và từ khi cậu bé chọn cái cuốn sách đấy thì rất là nhiều sự kiện kỳ lạ nó đã xảy ra, và thậm chí là đôi khi cậu còn bị theo dõi bởi một cái kẻ kiểu đấy quấn mặt như thế này, trông rất là ghê. Và cái cuốn sách này được viết bởi một tác giả người Tây Ban Nha nên là mình thấy nó thể hiện cái tinh thần Tây Ban Nha rất là rõ luôn ý. Cái nội dung chủ yếu và cái thông điệp ngầm ẩn của cái cuốn sách này ấy, nó chính là về tình yêu và về nghệ thuật. Tất cả những cái sự kiện kiểu rùng rợn, ly kỳ ấy, hồi nó xảy ra ấy, nó chỉ là nền để ca ngợi một cái tình yêu đến cuối cùng, và tầm quan trọng, cái tầm ảnh hưởng của văn học nói chung hay là của nghệ thuật nói riêng ấy. Và đây là một số cuốn sách hiếm hoi mà khi mà mình đọc mình cảm thấy sợ thật sự ấy. Có những cái đoạn các nhân vật kiểu đi vào trong những cái căn nhà bí ẩn rồi thì cái bối cảnh của nó đọc mình cảm thấy rùng rợn và mình cảm thấy sợ thật sự luôn ý. Nói chung là với cuốn này thì mọi người không nên expect nhiều quá. Cái điểm trừ duy nhất của cái cuốn này ấy, đấy chính là cái đoạn đầu của nó rất là chán. Mình nghĩ là phải 80 trang đầu của nó khá là chán. Và cái kiểu viết lấy bối cảnh Tây Ban Nha thời xưa cũ ấy, nên là cái kiểu viết phóng đại ấy, nó sẽ... Với các bạn nào mà chưa đọc sách quen ấy, thì mọi người sẽ cảm thấy hơi khó chịu cái cách viết như thế. Nhưng mà càng về sau đọc thì mọi người sẽ càng bị cuốn hút. Dung và thông điệp thì vẫn rất là đậm tính nhân văn. Thế nên là yes, mọi người có thể nhớ qua cuốn Child of the Wind của Louis Ruiz Zufong nha mọi người. Ok, cuốn sách cuối cùng cũng là một cuốn mà mình cũng khá là muốn reread lại cái cuốn này. Và trong danh sách này, đây cũng là cuốn sách mà mình thấy là có thể phù hợp với mọi lứa tuổi, và đặc biệt là phù hợp với cả các bé học sinh cấp 3. Thì đấy chính là cuốn The Price of Being a Wallflower của Stephen Schwarzky. Cái cuốn này nó nổi đến mức nó có thể được coi là một cái cuốn classic ấy, một cái cuốn kinh điển dành cho các bạn kiểu thanh thiếu niên. Perks of being a wallflower có nghĩa là lợi ích của việc mà mọi người là một cái bông wallflower, là hoa trên tường, là một cái gì đấy rất là không nổi bật, rất là chìm ẩn ấy. Thì lợi ích của cái việc như thế là gì? Trời ơi, nó như kiểu là cuốn sách must read dành cho tất cả các bạn introvert, tức là những cái bạn mà sống khá là hướng nội ấy. Mà cái cuốn này là kể về cậu bé Charlie. Thì cái cấu trúc của cuốn này rất là lạ, tức là nó sẽ là dạng cái bức thư ấy, tức là Charlie sẽ viết những cái bức thư kiểu viết cho một người bạn thôi, kiểu cậu bé chỉ để là dear friend thôi, gửi người bạn ấy thôi. Nhưng mà nội dung bức thư thì sẽ chính là cái cách cậu bé kể chuyện lại về cuộc sống, về cuộc đời xung quanh mình, về gia đình, về bạn bè. Cái cuốn này ngay từ cái hồi mà mình đọc nó khoảng 2 năm trước đây ấy, mình đã thấy là nó diễn tả được rất là nhiều những cái ý đồ và ẩn chứa rất nhiều cái thông điệp của tác giả về cái xã hội và cái hệ thống trường trung học ở các quốc gia phương Tây ấy, có những cái mạng tối như thế nào ấy, thì được diễn tả qua cái này rất là rõ. Nó viết về các bạn trẻ nên là cái cách viết của nó rất là dễ đọc, rất là dễ thẩm, nhưng mà cái bức tranh, cái ẩn ý phía sau đấy của tác giả thì mình thấy nó lớn hơn rất là nhiều ấy. Và mình cảm giác là nếu mà mình đọc lại cái cuốn này ở thời điểm hiện tại, mình cũng sẽ có những cái nhận định nó sâu hơn về cái thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Và cái cuốn sách này nó có một cái câu siêu siêu nổi tiếng và mình thấy nó so true luôn ý. Thì đấy chính là câu "People accept the love they think they deserve", tức là mọi người thì sẽ chấp nhận những cái tình yêu mà họ nghĩ là họ xứng đáng. Thì cái câu đấy nghe thì có vẻ rất đơn giản đúng không, nhưng mà mình thấy nó so so true luôn ý mọi người. Thì anyway, thực ra là mình không muốn nói quá nhiều về cái cuốn này. Mọi người hãy đọc và hãy cảm nhận nó, và mình highly recommend mọi người đọc bản tiếng Anh, tại vì từ ngữ sử dụng rất là đơn giản. Bé Charlie viết thì làm một cậu học sinh cấp 3 mà nên từ ngữ rất là hiện đại và từ ngữ cũng không có cái gì khó khăn hết luôn ấy. Thế nên là yes, mình highly recommend mọi người luôn ấy. Mình đã đọc truyện và mình đã xem phim. Phim của nó có Emma Watson nên nó khá là nổi tiếng, nhưng mà thực sự mình thích truyện hơn rất rất là nhiều. Ok, như vậy là mình đã vừa mới giới thiệu xong với mọi người những cái cuốn sách mà mình thấy rất là phù hợp, rất là vào mood của cái không khí, không gian của cái tiết trời mùa thu, đặc biệt là mùa thu Hà Nội như thế này. Thì đa phần cái cuốn sách này có cả cuốn sách mình mới đọc gần đây và những cuốn sách đã lâu rồi, nhưng mà mình vẫn thấy nó rất là hợp ý, nên là mình muốn recommend lại với mọi người. Và mặc dù là đa phần đều là các cuốn sách fiction hoặc là tản văn, kiểu văn học ấy, nhưng mà mình vẫn mong là nó có thể cho mọi người một vài gợi ý xem là cái khoảng thời gian này mọi người có thể nhớ qua cuốn sách nào. Mọi người có cuốn sách nào cũng rất là tâm đắc của mọi người, của sách tủ của mọi người trong mùa thu không thì cũng đừng quên comment ở phía dưới nhá. Maybe là mình sẽ làm một cái book haul những cuốn sách mùa thu mình muốn đọc trong thời gian sắp tới. Một lần nữa thì thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn kiên nhẫn và ủng hộ channel của mình. Và mình mong là cái clip này nó không quá dài và cái giọng mình nó không bị quá là ồn trong cái video clip này ý. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đừng quên like, comment và subscribe, và mình hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo của mình nha. Bye bye!